cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh. Thắng thiên ma vạn trướng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bát chánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt khỏi bờ mê. Hôm nay một niệm quay về, quy y pháp bảo Bồ Đề tự tâm. Tăng là bậc hiền hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo quả viên thành. Lục căn tịnh lặng vô sanh, ứng cúng cao thượng phước lành thế gian. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đức Phật là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả của chư thiên và nhân loại. Chúng đệ tử xin thành tâm đê đầu đảnh lễ Phật Bảo. Pháp Bảo là phương linh dược, có công năng trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sinh. Ai có niềm tin trong sạch, tu tập và thực hành theo Pháp Bảo, hằng được sự hạnh phúc, an lạc trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng đệ tử xin thành tâm đê đầu đảnh lễ Pháp Bảo. Tăng Bảo là những vị đệ tử của Đức Phật. Các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm. Các ngài là mô phàm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Chúng đệ tử xin thành tâm đê đầu đảnh lễ Tăng Bảo. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo và phần phước phát sanh do sự thành kính đảnh lễ và tán dương. Xin hãy gia hộ đến chư tôn thiền đức tăng, nhất là thượng tọa trụ trì cùng chư tăng trong ban tổ chức khóa tu, đặc biệt là toàn thể đạo tràng Phật tử hiện diện, cũng như vắng mặt được năm điều hạnh phúc: sống lâu, sắc tốt, an vui, sức khỏe và nhất là có trí tuệ sáng suốt để tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa cùng chư tôn đức tăng chứng minh, kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, sáng hôm nay ngày 4 tháng 12 2022, nhằm ngày 11 tháng 11 âm lịch năm Nhâm Dần, tại chùa Pháp Bảo thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, long trọng tổ chức khóa tu một ngày an lạc theo thông lệ hàng tháng. Khóa tu kỳ này chúng tôi vô cùng hoan hỷ được thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức trong ban tổ chức khóa tu cung thỉnh về đây để gặp gỡ và chia sẻ Phật pháp đến toàn thể quý vị. Lời đầu tiên cho phép Ma Chánh Định nói lời vấn an sức khỏe đến thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức tăng trong ban tổ chức, đặc biệt là toàn thể đạo tràng Phật tử, lời kính chúc sức khỏe và lời cầu nguyện thân tâm luôn được an lạc. Chương trình chúng tôi đảm trách trong buổi sáng hôm nay á, có hai phần. Phần thứ nhất thì chúng tôi xin thuyết giảng pháp trong vòng khoảng 30 phút
Sau đó thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị một cái pháp môn tu tập thiền tứ niệm xứ. Để trao dồi chánh niệm, an tịnh thân tâm theo pháp môn là niệm thân. Tứ niệm xứ thì có bốn đề mục: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Chút nữa chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cái pháp môn niệm thân, trong đó có tứ quay nghi, đi đứng nằm ngồi và hơi thở. Phần đầu tiên thì chúng tôi xin được giảng pháp trước là để khai trương cái ngôi pháp tòa này, được một người thí chủ cúng dường, và chúng tôi hôm nay vô cùng may mắn được thượng tọa trụ trì cung thỉnh về đây để khai trương cái ngôi pháp tòa này. Mong rằng sự khai trương này nó sẽ may mắn mang đến nhiều vị giảng sư khác được ngồi trên cái pháp tòa này để truyền trao giáo pháp đến cho toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, nói về pháp tòa là cái nơi mà vị giảng sư ngồi giảng pháp, thì thời quá khứ xa xưa có một câu chuyện về một người hoàng hậu tên là Mallika. Vợ của đức vua Bassenadi, mà chúng ta thường gọi là Ba Tư Nặc. Hoàng hậu Mallika này là một người có tín tâm nơi Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nhưng có điều là gì, là vị trí là hoàng hậu, cho nên thường thì ở trong hoàng cung, ít có được ra ngoài. Nhưng mà ta có một cái hạnh là tôn kính Tam Bảo dữ lắm. Mỗi sáng mà cứ canh cái giờ mà Đức Phật cùng Chư Tăng khất thực trì bình á, đi ngang thành á, thì bà cùng với 500 tùy nữ á, ở trong thành quỳ đảnh lễ Đức Phật. Mặc dù là ngoài kia là cái bức tường rào, nhưng vì tỏ lòng tôn kính Đức Phật, ở trong hoàng cung hướng ra ngoài thành để được đảnh lễ Đức Phật. Chính vì một cái người, một vị hoàng hậu tín tâm như vậy, cho nên bà hằng khát khao được nghe pháp. Nhưng mà vì cái điều kiện khách quan không được ra ngoài, chính vì vậy bà hoàng hậu mới nhờ cái người tỳ nữ. Ở trong hoàng cung có một người tỳ nữ tên là Khuchchutara. Cái người tỳ nữ này á, có cái bổn phận á, là mỗi sáng được ra khỏi thành mua các loại bông hoa về để mà trang trí trong hoàng cung của bà hoàng hậu. Nhưng mà người vị hoàng hậu này mới nói với người nữ tỳ rằng là: con không cần phải đi mua hoa mua bông, mà con cứ đi thẳng đến chùa Kỳ Viên tịnh xá. Đến đó con nghe pháp, rồi con gắn nhớ, sau đó con trở về hoàng cung nói pháp cho hậu nghe. Thì người tỷ nữ này, người nữ tỳ này thì chỉ theo nhiệm vụ của bà hoàng hậu, bảo gì thì làm đó. Thế là người nữ tỳ này thay vì đi mua bông mua hoa về để mà trang trí trong hoàng cung, nhưng mà người nữ tỳ này đi thẳng đến chùa Kỳ Viên mỗi sáng để nghe Đức Phật thuyết pháp. Sau khi nghe xong trở về, thưa với quý vị, khi trở về nói pháp cho hoàng hậu nghe, một cái điều vô cùng đặc biệt hoan hỷ cái lòng tín tâm pháp bảo của bà hoàng hậu là bà nhường cái ngai vàng hoàng hậu đó, cái ngai của hoàng hậu ngồi cho cái người nữ tỳ ngồi để mà thuyết pháp.
Hoàng hậu sẵn sàng xuống đất ngồi để mà nghe Pháp. Cho nên từ đó về sau có một cái thông lệ là hãy người nói Pháp á, thì phải ngồi cao hơn cái người nghe Pháp. Từ cái hình ảnh đó, cho nên cái bảo tòa nói Pháp nó cực kỳ quan trọng để tỏ lòng tôn kính Pháp. Hôm nay quý vị cũng vậy, cái người mà cúng cái Pháp tòa này để cho các vị giảng sư ngồi thuyết Pháp, mà đặc biệt hôm nay chúng tôi là người đầu tiên được ngồi trên đây để mà thuyết Pháp. Thế là bà Hoàng hậu ở xuống dưới, bà ngồi bà nghe Pháp. Mà quý vị biết trong cái bối cảnh lịch sử Ấn Độ lúc bấy giờ giai cấp nặng nề lắm. Một người nữ tỳ, xin lỗi, không dám nhìn mặt Hoàng hậu nữa, đừng nói chi mà dám lên trên Pháp tòa ngồi để mà nói Pháp. Nhưng mà chúng tôi nói ra đây câu chuyện này để cho quý vị thấy được cái lòng tôn kính Pháp bảo của người Hoàng hậu. Khi đã có trí tuệ, khi đã hiểu biết rồi thì Pháp tòa không là gì. Một cái điều, câu chuyện thứ hai nữa là trong thời Phật á, có một vị vua trời ở cõi trời Tam Thập Tam Thiên, mà chúng ta thường gọi là cõi trời Đạo Lợi. Cái cõi trời này là do 33 người thanh niên khi còn sống ở dưới trần gian làm nhiều việc phúc thiện, đào đường, làm đào giếng, làm đường, rồi từ thiện, tất cả các thứ gọi là về thiện nguyện, thiện pháp. Ba chàng thanh niên này cùng nhau mà làm. Sau cái thân hoại mệnh chung thì 30 chàng thanh niên này được sanh về một cái cõi trời gọi là Tam Thập Tam Thiên. Quý vị hiểu chứ, Tam Thập Tam Thiên là 33 cõi trời được, mà có tên là 33, mà thường chúng ta gọi là cõi trời Đạo Lợi. Thì trên cái cõi trời Đạo Lợi này, cái vị vua trời là đệ tử của Đức Phật. Thế là ông ta làm một cái giảng đường, một cái giảng đường tại trên cõi trời đó. Ông đã đặt cái tên là giảng đường Xú Tham Má. Xú là diệu hay là thiện, Tham Má là pháp. Chúng ta tạm gọi là giảng đường diệu pháp. Hằng tháng á, thì vua trời ngồi trên đó, cái bảo tòa đó, nó là một cái phiến đá bằng ngọc, một cái phiến đá bằng ngọc để mà nói pháp cho thiên chúng nghe. Đặc biệt cái bảo tòa bằng ngọc này nó có một cái điều linh kỳ diệu là mỗi khi ở dưới trần gian, bất cứ vị vua trời này sau này mà sanh lên làm vua trời thì ngồi trên cái bảo tòa đó của Đế Thích. Và điều đặc biệt là ở dưới trần gian này, nếu có một vị đạo sĩ Sa Môn, Bà La Môn hay là người tu hành nào mà tu hành chân chánh, tu hành tích cực, mà nếu như cái vị tu hành đó mà không có được những cái điều thuận lợi thì tự nhiên cái bảo tòa của Đế Thích nó nóng lên để nhắc nhở cho Đế Thích Thiên rằng là ở dưới trần gian có một bậc chân tu buộc ngài phải xuống để mà che chở hộ trì cho cái vị chân tu đó. Nhiệm vụ là như vậy. Đó là một cái điều vì kỳ diệu. Thì hôm nay để chúc mừng cái người Phật tử cúng dường cái pháp tòa này, chúng tôi xin được nhắc nhở, trong nhắc lại cái bài kinh Đức Phật dạy theo kinh Nguyên Thủy. Đức Phật dạy như thế này: cả 10 vật thí này, có 10 cái vật thí là cơm nước, y phục, xe thiền, tràng bông, vật thơm, vật tho, thất chỗ ngụ, đèn đuốc. Người thí vật thực gọi là cho sức lực, người thí y phục gọi là cho sắc đẹp, người thí xe thiền gọi là cho sự an vui, người thí đèn đuốc gọi là cho mắt sáng, người thí vật vừa lòng hằng được vật vừa lòng, người thí vật quý trọng hằng được vật quý trọng, người thí vật đẹp hằng được vật đẹp, người thí chỗ quý trọng hằng đi đến nơi quý trọng, người thí trú xứ gọi là cho tất cả,
Nhưng mà người thí pháp gọi là cho bất tử. Như vậy thì Đức Phật Ngài dạy Sabbada năng, Thamada năng, Chinna tí. Nghĩa của câu này rằng là pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng mọi khổ. Trong bốn câu này Đức Phật Ngài ví dụ cái người mà thí pháp thì thắng trong mọi cái sự thí, trong mọi sự cúng dường. Thì cái cúng dường pháp là cao quý nhất. Thì cúng dường pháp ở đây nó có nhiều cái hình thức. Thí dụ pháp tòa là một, về vật lý. Cái người nói pháp là hai, cái người nghe pháp là ba, và cái người hành pháp là bốn. Nghĩa là nó có liên hệ đến cái gì là pháp bảo. Pháp âm soi sáng tâm lành, cho con tĩnh lặng ngọt ngào lời kinh. Pháp âm vang vọng đời mình, giọt chuông cam lộ khởi bình minh hòa. Đạo ta chỉ một con đường, tự thanh tịnh lấy mà thương cuộc đời. An vui đi đứng nói cười, trăm năm vằn vặt nguyệt ngời bên sông. Muốn nói rằng là pháp bảo chỉ có một con đường duy nhất thôi. Ê ca gia nô mắc gô, đây là con đường duy nhất dẫn đến sự ly tham, tịch tịnh, giải thoát, niết bàn. Như vậy nếu mà người nào mà chuyên tu thì họ đi thẳng vào pháp bảo. Trần gian lắm nẻo si mê, thỉnh ngài thuyết pháp giảng về vô minh. Chúng sanh giác ngộ sửa mình, ly phàm đắc thánh siêu sanh niết bàn. Cho nên cái sự cúng dường pháp bảo là một sự cúng dường tối thượng nhất. Mình thì sau này Phật giáo có nhiều cái phương tiện muốn dẫn dắt người ta vào đạo. Nhưng mà chúng ta phải hiểu giùm chúng tôi một điều là con đường thực hành bát chánh là con đường cao quý nhất, cúng dường đến Đức Phật một cách cao thượng nhất. Ai thường giải hạn cúng sao, cầu an siêu độ, mong bao điều lành. Nhớ rằng lánh giữ làm lành, không cần cúng bái cũng thành bình an. Ta vui tiếng mõ lời kinh, ta vui thiền định tâm linh nhiệm màu. Ta vui lý đạo cao sâu, ta vui giải thoát qua cầu tự sinh. Vỗ, bây giờ mới vỗ tay. Mỗi khi Đức Phật dạy cho chư tỳ khưu á, là khi thọ nhận sự cúng dường của tín chủ, cho dù đó là một muỗng cơm hay một bát nước gì đi nữa, thì chư tăng á, cái người thọ thí á, phải nói là một câu pháp, cho dù câu pháp đó có ngắn hay dài, nhưng mà cũng phải đền đáp lại ơn tín chủ bằng một câu pháp. Chúng tôi không biết Đức Phật có cho chúng ta một cái thông điệp về sau này hay không, là vì những cái người thọ thí như các vị Sa môn, Bà La môn, các thầy, các sư bây giờ đó, thì với cái hình ảnh giống như là một cái ruộng phước. Cái gì nhìn lên chiếc cà sa chúng tôi mặc thì nó có những cái điều, và những cái điều này chúng ta nhìn nó giống như thửa ruộng. Nếu căng cái y ra thì nó có những cái bờ đê của ruộng và những cái thửa ruộng nằm trên chiếc y.
thì tượng trưng cho là cái phước điền. Tăng là phước điền, chư tăng là cội phước điền đó. Cho con tạo phước, gieo duyên niết bàn, phải nhớ cho đó. Chư tăng là chiếc thiền nan đưa người vượt bể tìm đàn vô sinh. Thì chư tăng có cái nhiệm vụ ngoài cái là cái ruộng phước ra, là cái phước điền ra, có một nhiệm vụ là một chiếc thiền nan nữa để đưa chúng sanh. Chiếc thiền nan này là một cái chiếc thiền trí tuệ đưa chúng sanh tìm đàn vô sinh, tức là chấm dứt sanh tử luân hồi. Cái việc mà cái vị sa môn, bà la môn hay là sư thầy mà thọ nhận của tín chủ bất cứ một vật gì dù nhỏ hay lớn cũng phải nói một câu pháp. Thì nhiều vị thì họ không nói được bằng lời thì họ dùng cái thân giáo để họ nói. Có nhiều cách để mà truyền đạt pháp, nhưng mà phải nói. Có những vị thì họ gìn giữ lục căn, thu thúc lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý họ thu thúc. Có nhiều vị thì họ thu thúc tam nghiệp. Có nhiều vị thì nói ra một câu pháp. Thứ nhất là để đền đáp cái tấm lòng trong sạch tính thành tam bảo, phát tâm hộ trì cho Phật pháp tăng. Thì cái lòng đó chỉ có cách là nói một câu pháp, câu kinh thì nó mới xứng đáng đáp lại cái tấm lòng đó. Nhưng mà ở đây nó có cái ý nghĩa mà chúng tôi nghĩ theo bản thân chúng tôi thôi, chứ chúng tôi cũng chưa thấy trong kinh nói. Có nghĩa là Đức Phật hình như là cho chúng ta một cái thông điệp là thầy trò mình không khéo làm khổ nhau mà. Hiểu chữ làm khổ nhau không? Quý vị thì cứ một mực, một tâm, nhất tâm cúng dường lên cho các thầy, các sư. Mà nếu đây là cái ruộng mà mình cứ gieo trồng mãi, mình gặt hái cái quả mãi, thì cái ruộng này ngày một nó khô, khô cằn đi. Quý vị không tin chúng tôi, quý vị hỏi mấy người làm nông. Một năm làm một vụ thì được, chứ mà làm chừng ba vụ, bốn vụ thì cái ruộng này nó khô cằn. Nó còn đâu là màu mỡ, còn đâu là phù sa, thấy không nè. Cũng vậy, nếu mà quý vị cứ nhắm vô cái phước điền này mà cứ một mực cúng dường từ sáng đến chiều, ngày này qua ngày kia, năm này qua năm kia, tháng này qua tháng kia, thì cái ruộng này quý vị nghĩ coi, nó khô cằn. Cho nên vị tỳ khưu phải ý thức được điều này, mày làm sao cho cái ruộng của mình nó được phì nhiều màu mỡ đó. Thì bằng cách duy nhất là gì? Bằng cách như vậy là phải nói pháp và hành pháp. Đó là cách mà chúng ta nên tư duy. Chứ bây giờ mình cứ khoác cái cà sa lên, lá cờ la hán này lên, chiếc y ruộng phước điền này lên, là cái mình ngồi đó mình thọ nhận, thì theo luật nhân quả thì nó không từ một ai hết. Thì quý vị cứ theo cái nguyên tắc là cứ một năm mà gieo ba mùa bốn vụ thì cái ruộng nó còn gì là ruộng. Gieo vô nó thành giống như sỏi đá rồi, khô cằn rồi, làm gì mà có phước nữa. Cho nên cái vị tăng này phải biết. Thì Đức Phật dường như là Ngài hiểu, Ngài cho chúng ta một cái thông điệp sau này là cái hỏi mỗi lần quý vị có cái tính tâm là chúng tôi cúng dường thì chúng tôi phải ráng làm sao để trở nên cái bậc xứng đáng cúng dường. Thì cũng phải nói một câu pháp, bởi vì thí pháp là vô song, pháp thí thắng mọi thí. Quý vị có cúng dường chúng tôi 100 lần, chúng tôi chỉ cần nói một câu kinh thôi là cái ruộng chúng tôi nó phì nhiều lần. Mà khi chúng tôi phì nhiều lên thì quý vị cúng dường vào cái ruộng mà nó phì nhiều màu mỡ thì tất nhiên cái kết quả quý vị sẽ gặt hái được nó lớn mạnh thôi, hơn là chúng ta cúng vào một cái ruộng mà nó khô cằn, phải không nè. Giống như là chúng tôi hiểu ngầm như Đức Phật Ngài sợ sau này tứ chúng tỳ khưu, tỳ khưu ni, thiện nam tín nữ mình làm khổ nhau bằng cách nào? Là mình hại mình. Chỉ có người trong mình mới hại mình bằng cách là quý vị cứ gặp sư đâu cúng dường ở đó, mà hôm nay cúng rồi ngày mai qua bên kia gặp cúng nữa, rồi tháng sau gặp cúng nữa, năm sau gặp cúng, rồi kiếp sau gặp cúng nữa, thì hỏi quý vị ruộng nào mà còn.
ruộng nào mà còn. Cho nên đối với cái pháp tòa nó cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là để cho các vị giảng sư, các vị chư tăng biến thành một cái ruộng phước phì nhiêu. Từ vào đó quý vị mới có thêm cái kết quả lợi lớn, mà không phải ai làm khổ ai hết. Chứ nếu hiểu một cách không khéo thì chúng quý vị tự làm khổ cho các thầy các sư. Hồi xưa chúng tôi nói vui rằng chúng tôi mà không ưa ai á, nói cho vui thôi, nghe trong hàng tu sĩ với nhau á, chư tăng với nhau mình không thích ai á, thì gặp người đó đâu mình cứ quỳ mình lại đi. Hỏi sao kỳ vậy, không ưa người ta sao lại người ta? Nó lại riết ổng tổn đức cũng chết sớm, ta chịu không nổi, phải không nè? Quý vị bây giờ mà ông ơi sư, quý vị gặp đâu cúng dường đó lại đó, cung kính phục, cung kính rồi cứ cúng lại lọc cúng dường miết. Ông này trước sau cũng tổn đức, nếu mà không có tự mà tạo cho mình cái ruộng này thì tranh khô căng ấy. Không nè, quý vị không tin chúng tôi bên nào làm thử thì không ưa ai đừng có chửi mắng chi cho nó mệt. Gặp đâu quỳ lại đó, gặp đâu quỳ lại đó, lại miết. Thì cái người mà nó không xứng đáng được lại mà bị người ta lại thì tổn đức. Mà tổn phước, tổn đức thì cái đức chết sớm chứ làm gì. Không nè. Đó. Cho nên để cho cái người cúng dường cái ngôi bảo tòa này được tăng thêm cái sự quan hỷ, chúng tôi hay có mấy câu nói như thế này. Trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ. Thật sự cái điều này quý vị cũng đã hiểu rồi. Chỉ có tình mẹ mới thương con vô điều kiện. Còn ở ngoài kia thì người ta thương con có điều kiện. Và điều thứ hai là không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng. Bằng lòng chấp nhận với cuộc sống của chúng ta. Bằng lòng bằng trí tuệ á nghe, chứ không phải là bị ép bằng lòng. Mình phải hoan hỷ thật sự chứ không phải là ngậm ngùi hoan hỷ. Chúng tôi hay nói đùa rằng là nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi, giữ tâm bình thản chuyện gì cũng qua. Tức là mình bằng lòng với cái tâm mình nó thản nhiên á, chứ không phải là bị đè nén. Nhẫn cũng vậy, nó nhẫn là mình phải hiểu biết của cái người hiểu biết họ nhẫn. Tâm bình thì cảnh sẽ bình, tu là chấp nhận sự tình thế gian. Mà cái người mà muốn chấp nhận sự tình gian là cái họ hiểu biết họ chấp nhận. Họ hiểu biết qua cái lý nhân quả, họ biết qua cái lý tam tướng vô thường, khổ vô ngã, họ thấy nó bình thường lắm. Còn không phải là mình bị đè nén chấp nhận. Cũng như hôm nay tôi hỏi quý vị, chúng tôi hỏi quý vị hôm nay quý vị đến đây nghe pháp có hoan hỷ không? Thì mình trả lời là mình hoan hỷ, thật sự là mình nghe, mình thấm, mình hoan hỷ. Chứ không phải bị sư ép hỏi quý vị có hoan hỷ không mà họ trả lời cho ổng vui rồi. Con ngậm ngùi hoan hỷ, nó khác. Và không có cái biết nào bằng biết đủ. Và không có cái vui nào bằng vui pháp quý vị. Vui mà vui pháp mới là vui. Vui mà không pháp thì chôn vùi thế nhân. Mà pháp ở đây chúng ta thể hiện qua cái gì? Cái thiện pháp. Quý vị hiểu cái thiện pháp không? Vui trong thiện pháp thì vui đó mới là vui tâm thiện. Còn nếu mà không phải vui trong thiện pháp thì chúng ta dễ dàng bị vui trong tâm tham. Vui trong cái nhân á thì gọi là vui trong tâm thiện. Còn mà vui trong cái quả đó, xin lỗi quý vị, đó là chúng ta vui trong tâm gì nè? Tâm tham. Hôm nay quý vị phải hiểu thêm một điều là không có cái vui nào bằng vui pháp thì mới được. Vì vui trong tham thì vui đó khổ. Chỉ có vui trong tâm thiện á thì đó mới thật sự là vui, mới nay vui đời sau vui. Còn vui trong tâm tham mà nay vui đời sau khổ đó. Vui trong tham là vui làm sao? Chỉ có vui với pháp và vui trong tâm thiện thì vui này mới là vui. Vui mà vui pháp mới là vui. Vui mà không pháp á, thì chôn vùi thế nhân. Cho nên cái buổi giảng hôm nay chúng tôi chỉ có hai điều. Điều thứ nhất là chúng tôi muốn cho quý vị cảm được cái niềm vui với pháp bảo, là cụ thể như cái người tính chủ cúng dường cái pháp tòa này. Cái điều thứ hai là chúng tôi muốn cho quý vị vui là vui trong cái sự tỉnh thức của thiền định.
Chút nữa đây chúng tôi sẽ kết thúc cái buổi chia sẻ 30 phút này, chúng tôi sẽ xuống dưới hướng dẫn quý vị ngồi thiền 30 phút. Thì để chúc mừng hôm nay quý vị ngồi nghe pháp với một cái pháp, được một cái pháp tòa uy nga, đẹp đẽ, trang nghiêm, long trọng, mà được sự phát tâm của người tín chủ, để cho người tín chủ được thêm phần hoan hỷ phúc báo của mình. Chúng tôi xin gửi tặng quý vị một cái bài hát. Bài hát có tựa đề là Diễm Nay, được viết theo bài hát Đời Là Diễm Xưa. Thưa quý vị, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một bài hát rất là nổi tiếng. Đó là bài Diễm, Diễm Xưa. Bài hát Diễm Xưa có lời hát như sau. Mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ. Đó là cái bài của Diễm Xưa. Nhưng mà hôm nay chúng tôi xin phép quý vị đổi lại là cái bài hát của chúng tôi là Diễm Nay. Chúng tôi mượn cái từ Diễm Nay, quý vị hiểu là sao không? Là đạo Phật mình á, là tập sống trong hiện tại. Xuyên qua cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy sao nè? Quá khứ không tri tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn diệt, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay việc nay làm, ai biết chết ngày mai? Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Đức Phật khuyên chúng ta trú trong cái hiện tại. Cái giây phút hiện tại là cái giây phút đáng sống nhất mà vị hành giả, người con Phật nên trú vào đó. Chứ đừng bao giờ vọng mong ở tương lai, nghĩ về với quá khứ. Vì hai cái này nó không mang đến cái lợi ích mà làm cho chúng ta bị dao động phóng tâm. Có ai biết được chữ ngờ của ngày mai? Mà tại sao mình cứ vọng mong ở tương lai mà ám ảnh bởi quá khứ, mà trong cái đó cái giây phút hiện tại tuyệt vời này thì mình không nghĩ đến? Đời ngắn lắm, chưa cười đêm đã xuống, sao ta hoài mơ ước chuyện xương tan? Sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc, còn bây giờ để phải úa thời gian. Vỗ tay đi. Mình ngồi bây giờ mình rầu, mình rỉ, mình lo, mình âu được cái gì để mình lo cho cái tương lai hạnh phúc? Cái này chúng tôi nghĩ là nó vô lý. Vì sao quý vị biết chúng tôi nói vô lý không? Vì hạnh phúc của ngày mai là bắt đầu từ hôm nay. Nếu hôm nay không có hạnh phúc thì ngày mai không bao giờ có hạnh phúc. Nhớ giùm chúng tôi điều này. Không tin chúng tôi á, quý vị thử làm một cái cuộc khảo sát đi. Hôm qua quý vị nói hôm nay đến chùa Pháp Bảo để nghe sư Chánh Định thuyết pháp. Khi quý vị đặt chân đến đây thì nó trở thành hôm nay rồi. Ngày xưa chúng tôi đến học đường, chúng tôi có nghe một câu nói rất hay là hạnh phúc của tương lai, của ngày mai của các em học sinh là bắt đầu từ hôm nay. Là khuyên các em là phải lo hôm nay, ráng học đi. Ráng chăm chú vô mà lo học, để cho có cái tương lai ngày mai nó sáng ngời. Đó là cái ý nghĩa của học đường, người ta giáo dục như vậy. Nhưng mà hôm nay chúng tôi mượn cái Đức Phật dạy là chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, thì chúng tôi cũng mượn cái từ là hạnh phúc của ngày mai là bắt đầu từ hôm nay. Hôm nay mà không có hạnh phúc, không vui vẻ thì qua ngày mai nó cũng không có hạnh phúc và không có vui vẻ. Và cái điều này chúng ta đã thấy rồi.
Mình lo cho tương lai quá trời mà rốt cuộc có được gì đâu. Mà trong đó hiện tại mình thì quá sầu, quá khổ. Để minh chứng điều này, chúng tôi kể câu chuyện vui là khi chúng tôi hồi nhỏ ở chùa có cái ông sư đó, ông mượn chúng tôi ít tiền. Ông nói ngày mai ông trả. Qua ngày mai mình nhắc ông nói ngày mai tôi trả. Mình tưởng là ông hẹn thêm ngày nữa. Thì qua tới ngày mai nữa mình nói thôi trả tiền đi. Ông nói tôi nói rồi mà tôi hẹn với sư là ngày mai tôi trả. Trời, mình hết hồn. Thì làm gì có ngày mai đó, cái ý nghĩa nó vậy. Tới qua ngày mai nữa thì ông nói tôi hứa với sư là ngày mai tôi trả mà. Thì cái khái niệm ngày mai theo cái nhìn đạo Phật thì nó là trừu tượng, nó không thực, chỉ có hiện tại. Cho nên mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Diễm Nay chứ không phải là Diễm Xưa. Diễm Xưa là mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ. Còn Diễm Nay là gì? Pháp nở trong tâm rạng ngời ánh đạo. Mặt trời chân lý chiếu sáng nhân gian. Đêm đã qua đi mong đời bớt khổ. Nguyện cầu tâm thức trong sáng muôn phương. Ta dâng trong ta tâm thiền lắng động. Niềm kinh bác ái so hết ưu tư. Trên bước ta đi âm thầm pháp độ. Đạo lành ban khắp xóa nhòa giấc mơ. Chiều nay ngồi đây tâm tư yên lặng. Pháp nhu giảng trong tâm thiền. Ngày nay khắc ghi lòng không khổ đau. Tiếng tu tình trong lòng ta. Sanh tử dây quanh vô thường ảo mộng. Ngày sau dân biết kiếp sống qua đi. Xin lắng tâm tư cho người sống lại. Để người luôn nhớ cuộc đời có chi. Chiều nay ngồi đây tâm tư yên lặng. Pháp nhu giảng trong tâm thiền. Ngày nay khắc ghi lòng không khổ đau. Tiếng tu tình trong lòng ta. Sanh tử dây quanh vô thường ảo mộng. Ngày sau dân biết kiếp sống qua đi. Xin lắng tâm tư cho người sống lại. Để người luôn nhớ cuộc đời có chi. Nội dung của bài hát này chúng tôi mong quý vị nhớ hai câu cuối thôi. Đó là xin lắng tâm tư cho người chết rồi sống lại. Để người luôn nhớ cuộc đời có chi. Khi mình sống mình nói của mình đủ thứ. Nhưng khi mình chết rồi biết là cuộc đời nó không có gì. Cát bụi, trở về với cát bụi. Quý vị làm ơn đọc theo chúng tôi câu này để cho nó dễ thức tỉnh. Đại gia bất động sản, đọc theo. Chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất. Đất không phải của mình. Làm lại, đại gia bất động sản. Chết nằm dưới cỏ xanh,
mới biết mình của đất. Đất không phải của mình. Khi ông sống, ông nói đất của ông không? Đất của tôi có mấy miếng? Đồng Nai, Bình Dương, Long An, miền Tây, mỗi chỗ tôi có một miếng. Đất của tôi. Khi ông chết đi thì người ta chôn ở dưới đất. Thì lúc đó đó, thì ông mới biết ổng là của đất. Nhớ nghe, mình là của đất. Đất không phải của mình. Phải nhớ vậy cho nó đỡ khổ. Mà đất là của mình là khổ dữ lắm. Mình là của đất. Mình là cát bụi. Mình trở về với cát. Cát bụi mới đúng. Hiểu như vậy mới đúng. Lúc nào cũng tâm niệm mình là cát bụi. Thì cái người thấy như vậy đó mới gọi là thấy pháp. Còn nghĩ mình là A, người B, người C, cha mẹ đặt cho cái tên rồi lớn lên, rồi người hầu nói, thiên hạ nói mình đẹp, mình xấu, mình giàu, vân vân và vân vân. Tất cả các thứ đó là ảo mộng phù du. Mà chỉ nhớ giùm chúng tôi một điều, mình là của đất, mình là cát bụi. Mình trở về với cát bụi, như đó thôi là quý vị đang thấy pháp. Nghe hôm nay quý vị lên đây, để chúng tôi ngồi là cái pháp tòa này, chúng tôi sẽ trao truyền cho quý vị một ý duy nhất mà quý vị cần phải nhớ, đó là mình là cát bụi. Hôm nay mà trở về nhà mà ông chồng ông có ghen, ông có bực bội chuyện gì, ông cằn nhằn cử nhử, thì làm ơn nhắc dùm cho sư một câu rằng là xin chồng nhớ cho, em là cát bụi, em là cát bụi, xin chồng nhớ cho. Ghen làm cái gì? Nếu như ông chồng mà ông hiểu thì ông giác ngộ, đúng không? Vợ ông là cát bụi, ông không có bận tâm nữa. Còn nếu như ông còn si mê, còn ái dục vô minh thì ông còn khùng lên, ông chửi mình. Thì mình cũng làm ơn nhắc tiếp là xin chồng nhớ cho, em là cát bụi, em là cát bụi, xin chồng chửi đi. Lúc này thì mình mới tập thấy mình là cát bụi. Bây giờ ông chửi mình không có ấp phê gì hết. Vì sao? Ông chửi cát bụi, ông phải chửi mình. Nhớ nghe. Câu 1 là nhắc ổng, câu 2 là nhắc mình. Còn câu 3 là nhắc ai biết không? Ổng khùng lên mà là ổng có đánh mình thì mình nói là xin chồng nhớ cho, em là cát bụi, em là cát bụi, xin chồng quánh đi. Là nhắc bệnh viện. Lúc đó mình nhắc tới bệnh viện rồi. Câu 1 là nhắc ổng. Nghe cho kỹ nghe, để ổng thức tỉnh. Câu thứ 2 là nhắc mình để cho mình thức tỉnh. Câu thứ 3 là nhắc bác sĩ bệnh viện. Ông quánh mình xong vô bệnh viện luôn chứ sao giờ. Thôi thì hôm nay thời gian đã 45 phút rồi. Để tranh thủ chúng tôi kết thúc cái buổi giảng. Để chúng tôi bước xuống hướng dẫn cho quý vị một cái pháp môn thiền. Mà chúng tôi tạm gọi đó là thiền quán. Thiền này thiền quán không phải thiền định nha. Thiền này chúng ta có thể hiểu nó là một loại thiền tuệ. Nó có hai loại thiền. Một loại là thiền định. Ngồi nhập định gọi là gọi là hướng đến cái rốt ráo cuối cùng là định tâm. Nhưng mà hôm nay chúng tôi hướng dẫn quý vị một cái loại thiền quán là cái thiền tỉnh thức. Nhớ giùm chúng tôi là cái thiền này là nó khác cái loại thiền mà chúng ta cứ nghĩ trong đầu là thiền định, còn cái này là thiền quán, là một cái loại thiền tỉnh thức, nó làm chủ cảm xúc, làm chủ thân tâm, làm chủ được bản thân mình, biết mình đang làm gì, đó cái thiền này là vậy đó. Lúc nào cũng tỉnh thức. Vì sao quý vị biết không? Mê muội thêm đau khổ, mà khôn lanh cũng khổ đau à. Biết sống đời tỉnh thức, lúc nào cũng an vui. Biết mình là phải biết mình là ai, mình là cát bụi, đó là thiền tỉnh thức. Phải biết giảng pháp nó do duyên nó sanh, rồi do duyên nó diệt, đó là tỉnh thức. Biết giảng pháp nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã, đó là tỉnh thức. Hôm nay quý vị sẽ được học một cái loại thiền gọi là thiền tỉnh thức, hay còn gọi một cái tên khác là thiền chánh niệm hay thiền quán. Cho chánh định được kết thúc cái buổi giảng ở đây, và bắt đầu chúng ta sẽ bước vào một cái loại tu tập thiền tỉnh thức hay là thiền quán.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức tăng chứng minh. Kính thưa toàn thể các Phật tử hành giả. Giờ phút này chúng ta bước vào cái thời thiền tọa. Lấy cái đồng hồ. Trước khi bắt đầu vào thời thiền tọa, chúng tôi xin chia sẻ khoảng chừng 10 phút đến 15 phút để cho quý vị có một cái khái niệm về cái pháp môn thiền tứ niệm xứ này. Rồi sau đó chúng tôi hướng dẫn quý vị thực tập trong vòng khoảng 15 phút là xem như là kết thúc. Bây giờ đã là 10 giờ. Chúng ta sẽ sinh hoạt trong vòng khoảng 30 phút là 10 giờ 30 kết thúc. Thưa với quý vị thì trước khi Đức Phật ra đời đã có một cái loại thiền định do các sĩ Bà La Môn, họ cảm thấy cái cái không lợi ích của cái việc mà chúng ta đắm nhiễm trong năm dục, thụ hưởng trong năm dục, tức là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon xúc lạc. Họ thấy cái này nó dường như rằng là nó là cái pháp hạ liệt. Chúng sanh vì mấy cái này mà làm nhiều việc ác. Và khi mà đạt được nó rồi thì nó lại không có, nó có một chút vị ngọt, làm cho mình hỷ lạc trong đó một chút. Nhưng mà rồi thì nó có cái sự nguy hại cực kỳ. Là đắm nhiễm trong năm dục đó nó sẽ dẫn đến luân hồi sanh tử. Chỉ vậy thôi. Thật sự ra cái khổ lớn nhất của đời người là cái khổ sanh tử. Nhớ. Chứ không phải thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tiền đâu. Mấy cái này thì mình giải quyết được. Cái người nghèo thì bố thí sẽ giàu. Cái người mà bệnh hoạn ốm đau thì ráng giữ giới thì nó sẽ bớt. Nhưng mà nó vẫn còn sanh tử. Thì cho nên trong kinh mới có từ là sanh tử là sự đại. Cái việc sanh tử luân hồi mới là chuyện lớn. Mà mình thì lại có một cái bệnh cực kỳ nguy hiểm là chuyện lớn mình không làm. Mình làm lớn chuyện không? Những chuyện tào lao không à? Thì ngày xưa các vị đạo sĩ ấy, thì họ thấy được cái sự giả tạm của cái vị ngọt của năm trần. Họ thấy được ngũ trần như khúc xương khô vậy đó. Như hầm lửa to đang cháy, như người cầm đuốc đi ngược gió đó. Quý vị mà lao vô ngũ trần á, lao vô danh lợi sắc tài rồi, mấy cái đó giống như mình cầm đuốc đi ngược gió vậy đó. Là tự thiêu lấy mình, là tự đốt lấy mình. Như trái mình nhảy vào đó vậy. Như là khúc xương khô, giống như con chó mà nó gặm khúc xương khô, nó ngồi nó gặm, nó tưởng nó ngon mà không có miếng gì. Thì chúng sanh mà cái đắm nhiễm trong cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon xúc lạc, thì tất nhiên là nó thấy nó vậy đó. Nhưng mà rồi nó khổ dữ lắm. Ý thức điều này thì các vị đạo sĩ người ta mới vào rừng. Người ta tu cái pháp môn thiền định. Là chọn 40 đề mục tu như là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, vân vân và vân vân, để họ làm sao họ dán tâm vào mắt đề mục đó. Ví dụ họ niệm đề mục đất thì họ nhắm mắt là họ niệm đất, 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 đất. Họ niệm riết, họ nhiếp tâm, họ không nghĩ gì đến ngoài cái đất ra thôi. Họ niệm làm sao cho cái tâm của họ mở mắt cũng thấy đất, mà nhắm mắt cũng thấy đất. Khi mà họ muốn định rồi thì họ thấy đất. Thì cái thiền này nó giúp cho quý vị có được những cái chi thiền rất mạnh, như là tầm tứ hỷ lạc định. Quý vị có thể chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thậm chí ngũ thiền. Rồi quý vị có thể thị hiện thần thông đó, nếu mà cái tâm mình định mình mạnh á. Ngày xưa là cái pháp môn thiền định này của Bà La Môn chứ không phải
của Đức Phật. Nhưng mà sau này Đức Phật ra, Đức Phật cũng đi hành cái này từ hai vị đạo sĩ đó. Quý vị xem lịch sử thì Đức Phật trước khi giác ngộ thì Ngài có đi theo hai vị thầy A-la-ma và Kiết, lâu đến mức độ dường như là không chết luôn. Quý vị, một kiếp trái đất nó lâu dữ lắm. Họ dán tâm họ vào đề mục. Khi họ dán tâm họ đề mục mà đến mức độ lộn đỉnh rồi thì họ đạt được năm chi thiền. Tức là gì? Trầm tứ hỷ lạc định, và năm chi thiền này nó áp chế được năm cái triền cái. Trong đó đặc biệt là có cái tham dục cái, mà mình lúc nào cũng thấy sắc đẹp tiếng hay, là cái sân độc độc cái, cái trạo hối cái hoài nghi cái hôn thùy cái. Vị này hoàn toàn là áp chế được năm cái triền cái này, mà mình bây giờ bị năm cái triền cái này nó đang xoay chuyển mình. Ngày nào mình cũng tham, không tham thì sân, rồi không sân thì hôn trầm thủy miên, rồi hoài nghi. Nói chung là năm cái pháp cái nó hoành hành mình tơi tả. Thì các vị kia họ dùng một cái loại thiền định để họ áp chế, giống như đá đè lên cỏ. Cục đá đè cỏ thì cỏ không thể nào mọc được. Cái định nó mạnh như vậy đó. Tức là áp chế được năm cái triền cái đó, không bao giờ để cái tham nó sanh khởi. Và khi cái tham nó không sanh khởi thì cái sân nó ít có sanh khởi. Bởi vì mình tham không được thì mình dễ sân lắm. Giống như chúng tôi hay nói rằng là đâu có gì tự phát sanh, nhân duyên hòa hợp đủ đầy mà ra. Được, dù giận đừng mắng người ta, các vị đó họ không bao giờ họ có cái những trường hợp mà mắng giết người khác. Chỉ gieo thêm quán hận nay thêm đầy, quán nên giải chẳng nên gây, để sao khỏi gặt đắng cay vào mình. Thương nhau thì mau sửa tánh tình, làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh không còn tham giận giam mình. Đó, thì bản thân họ thì họ không vượt qua cái đó. Thì trong kinh đó có con nói rằng là pháp hỷ thiền định có rồi, tâm vui an lạc như trời phạm thiên. Thì các cái vị mà tu thiền định họ có được cái pháp hỷ, khi mà đạt được rồi thì cái tâm họ vui giống như trời phạm thiên. Thì thưa với quý vị, hôm nay chúng tôi không phải giới thiệu đến quý vị đến cái thiền đó. Tại cái thiền đó đó, tu, Đức Phật nói tu thì vẫn tốt, vì nó bớt đi cái tạo nghiệp. Nhưng mà nó vẫn còn nằm trong cái gì quý vị biết không? Vòng sanh tử luân hồi. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy rất rõ là gì? Tam giới nhân thiên khổ lấp mà. Cái tam giới này có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là kể cả cái cõi trời mà sống 84.000 đại kiếp trên đất đó, là Đức Phật vẫn gọi là tam giới. Là dục giới, sắc giới, vô giới, tức là những cái cõi của sắc giới và cõi vô sắc giới. Thì Phật giải rất câu là tam giới nhân thiên, kể cả người và trời, khổ lắm mà. Khổ gì vậy? Sanh già đau chết thường xảy ra. Cho dù sống lâu cỡ nào vẫn bị sanh chết. Ở trên chư thiên thì không có cái tướng trạng là già với bệnh, mà vẫn có sanh với tử, vì họ sắc tế. Còn con người mình nó phiền tối dữ lắm. Ngoài cái sanh với tử ra, mình còn thêm cái già cái bệnh. Vì mình có cái thân hữu hình này, mà hãy ăn hữu hình này, quý vị thấy dòm quá là coi nó ngán lắm. Nó bao nhiêu là chuyện nè, phải ăn, phải mặc. Mà hãy ăn thì phải có bài tiết. Rồi hãy có bài tiết thì cái thân thể mình nó có cái sự thay đổi. Trẻ rồi già rồi bệnh rồi đau rồi. Nói chung là nhìn nó quán là nó ngán dữ lắm. Ngán cái thân này dữ lắm. Không có ham chi vậy. Không có ham chi cái thân này nữa. Mà mình vì cái thân này là mình khổ biết bao nhiêu rồi. Vì phục vụ cái thân này không. Thì cái loại thiền đó gọi là thiền định. Nghe cho kỹ nghe. Hoặc là thiền chỉ. Thiền này là nó có trước Đức Phật. Do các vị đạo sĩ Sa Môn Bà La Môn sau khi chán cái cảnh trần thế rồi đó, mới lánh xa vào trong núi, trong rừng để mà tu. Cho nên người ta mới nói có một câu rằng là tăng trụ thành vua Phật Tổ Thang, xưa nay hiền triết thì trú non ngàn. Các cái vị đạo sĩ ngày xưa họ vào trong núi họ tu. Dẫu rằng nước chảy từ non xuống, dù có sạch trong cũng bận tràn. Nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một cái loại thiền gọi là thiền tuệ. Cái thiền này chính là Đức Phật tự Ngài ngộ lấy, không thầy chỉ dạy. Còn cái thiền kia Đức Phật vẫn có thầy nha. Còn cái thiền tuệ này là một cái loại mình tạm dùng đồng ngộ là thiền quán, là dùng trí tuệ làm gốc. Cái kia là dùng định làm gốc. Tức là cũng có hai người, cũng có hai cách giáo dục của hai gia đình. Một cái người cha người mẹ giáo dục con bằng một cái nội quy, gia quy, là con phải như vậy, con phải tuân theo. Thì con cái nó cũng sợ tuân theo.
Thì cái này mình tạm gọi đến thiền định vậy đó. Còn cái loại thiền thể là gì? Là cha mẹ cũng giáo dục con bằng cái trí tuệ nhận thức, nói làm sao cho nó hiểu. Khi nó hiểu rồi thì automatic nó tự theo. Thì cái thiền thể này mình tạm gọi nó là một cái loại thiền để mà nhổ cỏ chứ không phải đè cỏ. Là cho con một cái nhận thức, hiểu biết để rồi con phải tự làm theo, chứ không phải là bắt buộc áp đặt cho con làm. Chúng ta có thể hiểu na ná vậy. Tức là cái sự việc thì cũng không làm theo cái điều đó, nhưng mà cái đứa con nó bị buộc không được phép làm theo, vì nó sợ cha sợ mẹ, nó không dám làm. Và một đứa con là nó nhận thức, nó không làm. Thì hai cái này thì theo Đức Phật Ngài nói rằng cái nhận thức không làm nó hay hơn là bị áp ép không làm. Bởi vì ép không làm em muốn cha mẹ không còn nữa nó làm ạ. Cha mẹ già, cha mẹ mất rồi, gia quy gia phong gì nó bỏ, nó không làm. Nhưng cha mẹ còn sống nó sợ nó không làm, nhưng mà cha mẹ mất thì nó sẽ làm. Thì cái thiền đó gọi là chỉ áp chế phiền não một cách tạm thời như đá đè cỏ. Khi mà dỡ cục đá lên thì sao? Cỏ nó mọc. Mà cỏ nó mọc thì nó mọc rất là nhiều, nó còn nhiều hơn cả lúc. Cho nên hôm nay chúng tôi hướng dẫn cho quý vị một cái loại thiền gọi là thiền thiền quán, hay còn gọi là thiền minh minh sát. Thì cái quá trình tu tập nó không phải đơn giản như chúng ta nghĩ đâu, nó phải đòi hỏi là phải quân tập nhiều đời nhiều kiếp. Thì cái điều đầu tiên để chúng ta tập đó là chúng ta phải trao dồi một cái sát na gọi là sát na chánh niệm, là cái sát na tỉnh thức, cái sát na biết rõ mình đang làm gì đó, làm gì biết nấy đó. Không hiểu quý vị, ngày xưa quý vị có nhớ là mỗi lần mình nóng giận lên không, thì cái người lớn như cha mẹ mình hay ai đó thì hay khuyên mình một câu rất là đặc biệt, đó là gì? Bình tĩnh lại con, bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó, phải hết sức bình tĩnh. Thì cái đó là có thể xem nó giống như manh nha đầu tiên của cái thiền quán. Phải thật sự là thức tỉnh mới làm chủ được cảm xúc, mới làm chủ được thân tâm, mới thấy rõ được các pháp nào hạ liệt, pháp nào cao thượng. Thí dụ cái người mà họ chánh niệm, họ nhìn sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, là họ phán cho một câu đây là hạ liệt. Cái này không đáng để mà mình nghĩ tới, không đáng để mà mình bám níu, không đáng để mà mình gia vào đó. Nó rất là hạ liệt. Trong cái đó có một cái pháp khác nó cao thượng hơn, tại sao mình không làm? Thì cái chánh niệm là gì? Cái chánh niệm là mình xem có thể giống như một cái lưỡi gươm hay là một con dao mà ai cũng có hết, nhưng có một điều chúng ta có mài nó hay không thôi. Nếu con dao, con thanh gươm đó mà chúng ta mài thì nó, thì xin lỗi quý vị, nó sẽ sử dụng rất là hiệu quả. Mà hiệu quả đây là chúng ta chặt đứt những cái sợi dây phiền não. Trở lại, quý vị nghe cái chữ niết bàn. Niết bàn nó từ cái tiếng Phạn là chữ ní cộng với chữ ba ná, săn khép lại gọi là niết ba ná. Và niết ba ná này á, phân tích ra thì nó là từ cái chữ ní là không, va ná là rừng. Có nghĩa là cái rừng ở đây được hiểu theo cái nghĩa bóng, đó là rừng phiền não. Cái phiền não của con người nó như một cái rừng vậy đó. Thì quý vị có thể tưởng tượng mình bước vô một cái rừng, và cái rừng này nó toàn là dây leo quấn người. Quý vị xem cái bộ phim mà chúng có những cái người mà họ lọt vô rừng, thì rừng nó có những cái cọng dây, nó quay ra nó quấn chặt lấy cái người đó, nó giữ siết chặt cái người đó. Thì rừng phiền não nó na ná như vậy. Nó có những cái sợi dây vô hình trói buộc mình, nó quấn chặt mình mà mình khó thoát ra được. Thì muốn thoát ra được thì chỉ có một cách duy nhất là chúng ta phải có một cái lợi khí, một cái bảo bối, đó là một cái thanh gươm hay là một con dao. Và thanh gươm con dao này mình phải mài dũa cho nó bén, thì nó vừa bám vô mình là mình chặt nó liền. Nó vừa bám đâu mình chặt nó, sợi nào bám vào chặt nó. Bây giờ mình không chặt nó liền á thì nó sẽ lớn mạnh, nó già, nó cứng, làm sao mà chặt được. Thì mình bây giờ nó nôm na là giống như cái rừng phiền não nó bó chặt mình bằng những cọng dây, mà cọng dây này nó không còn non nữa mà nó đã cứng ngắc rồi, nó già lắm rồi, khó chặt được lắm. Đó là những sợi dây trói buộc của cuộc đời. Thí dụ, lúc Đức Phật Ngài sắp sửa rời khỏi cung thành, Ngài đang có một cái sự chiến đấu tư tưởng giữa là hoàng cung và sự ra đi không có gì.
Thì hoàng cung có cái gì nè? Thứ nhất là địa vị, cung giang điển ngọc là vua mà. Thứ hai là người vợ, rồi vàng dòng châu báu trong hoàng cung mà. Thì cái sợi dây đó nó đang trói buộc. Thì đầu tiên là vợ là sợi dây trói buộc, tài sản là sợi dây trói buộc, quyền chức là sợi dây trói buộc. Nó cột mình dữ lắm, nó giúp, nó làm cho mình dính chặt vào mấy cái đó. Đức Phật ngày đang chiến đấu tư tưởng để mà rứt ra một sự chiến đấu, để mà rứt ra một sự từ bỏ, chiến đấu từ bỏ nội tâm rất là lớn. Đùng cái người lính hầu mới chạy tới báo với ngài rằng là hoàng hậu Gia Du Đà La vừa hạ sanh một hoàng tử. Thì lúc bấy giờ ngài mới ngửa mặt lên, ngài nói lại thêm một sợi dây trói buộc, con là sợi dây trói buộc nữa. Thì cái ông lính hầu đó, ông tưởng đâu là ngày mừng vua mà nghe cái hoàng hậu hạ sanh một hoàng nam, một hoàng tử thì cũng mừng chứ, nghĩ là ngày mừng cho nên ngày ứng khẩu đặt tên luôn. Cho nên cái chữ Ra Hầu La mà chúng ta thường gọi đó, nghĩa của nó là sợi dây trói buộc. Xin hỏi quý vị đây có mấy người con? Không có người con nào không có sợi dây trói buộc. Còn có mấy người con? Hai sợi dây trói buộc. Phải nghĩ như vậy đó thì chúng ta mới mường tượng lại. Bây giờ mình phải trao dồi một cái, quay lại cái mục đích chính của chúng ta hôm nay. Chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang tu tập chánh niệm. Mình cứ thử tưởng tượng là mình ra sức công phu để mài, mài dao. Đúng rồi, bây giờ mình mài dao. Còn cái chuyện mà làm gì sau này thì mình biết. Có nhiều người hỏi, ủa ngồi mài dao làm cái gì á? Tôi nói, mài vậy đi, để mốt mà khi cần á, khi cần mà vô nhà bếp làm đồ ăn hay gì là mới thấy được cái giá trị của con dao nó bé. Còn bây giờ mình ngồi ở đây mình thấy, mài dao làm cái gì vậy? Ủa tu tập chánh niệm sao mà nó khô khan quá. Nhưng mà quý vị cứ thử nghĩ, mình thức tỉnh, mình chánh niệm tỉnh giác, đó là con dao mới có thể cắt được những cái dây phiền não mà nó dai như là nước. Giống như rút dao chém xuống nước thì nó đứt được đâu? Không đứt được, nước càng chảy mạnh nữa. Đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị, nhận thức được rằng là chúng ta sắp sửa bắt đầu mài gì? Mài dao. Đó, cái nghĩ đơn giản vậy đi chứ không có nghĩ cái gì cao siêu hết. Mà ngày mài dao bằng tâm thức, bằng cái sự định tĩnh ha. Chúng ta bắt đầu làm theo sự hướng dẫn của chúng tôi nghe. Quý vị đầu tiên là khởi lên cái tâm là muốn hành thiền. Đó, phải muốn cái đã. Chứ không muốn là không được nghe, không ép à. Tự lực mỗi người, đây không xưa không ép, thầy trụ trì đây cũng không ép nữa. Mà chúng ta khởi lên một cái tâm là có muốn hành thiền hay không? Thì mình trả lời ngay chúng tôi là muốn. Điều thứ hai chúng ta cần phải làm nữa là chúng ta phải thả lỏng toàn bộ các cái cơ bắp mình ra, cho nó trở về trạng thái nguyên thủy của nó, không có cái sự gồng cứng ở đây ha, kể cả thân tâm. Rồi quý vị bắt đầu cùng với chúng tôi nghe tiếng chuông, xong chúng tôi hướng dẫn nha. Quý vị ngồi giữ lưng đầu và cổ cho thẳng, cho thẳng cái lưng với cái cần cổ thôi chứ không phải gồng, không có ưỡn ngực, giữ cho nó thẳng để cho cái phổi mình nó dễ thở. Tay mặt đặt lên tay trái, tay mặt đặt lên tay trái như hình Đức Phật vậy đó. Chứ không có để đầu gối mà để lên đầu tay trái. Hai mắt chúng ta nhắm lại, với ba hơi thở ra thật sâu, hít vào bằng mũi, hít vô tận cuốn phổi luôn, hít sâu vô, thở ra từ từ bằng miệng. Đưa tất cả những sự lo âu, suy nghĩ theo hơi thở ra ngoài. Tiếp theo chúng ta chú tâm lên đỉnh đầu, mình suy nghĩ lên cái đỉnh đầu. Đưa tâm xuống cằm cổ, mình suy nghĩ cằm cổ của mình. Đưa tâm ra hai bả vai, đưa tâm xuống cột sống lưng, xem nó có thẳng chưa. Đưa tâm xuống bàn tọa, biết rõ mình đang ngồi. Mình suy nghĩ một điều duy nhất là mình đang ngồi. Khi hơi thở vào,
thân chuyển động, chú tâm nơi bụng hoặc nơi mũi, chúng ta niệm thầm một chữ, đó là chữ bú. Khi hơi thở ra, chúng ta cũng niệm thầm một chữ, đó là chữ thô. Hít vào, niệm bú. Thở ra, niệm thô. Bú. Thô. Bú. Thô. Bú thô là Đức Phật. Chúng ta niệm Phật qua hơi thở. Hít vào, niệm bú. Thở ra, niệm thô. Giờ phút này không suy nghĩ chuyện bên ngoài, chuyện này, chuyện nọ, mà chỉ lắng tâm theo dõi, quán sát sự chuyển động của thân qua hơi thở ra vào và niệm bú. Thô. Bú. Thô. Thân thả lỏng nhẹ nhàng, tâm thanh thản an lạc, không gồng cứng, không khó chịu. Cảm giác toàn thân tôi thở vô, niệm bú. Cảm giác toàn thân tôi thở ra, niệm thô. Bú. Thô. Tiếp theo chúng ta có một kỹ năng thứ hai là ghi nhận và buông bỏ. Trong khi chúng ta quan sát theo dõi hơi thở ra và ra vào và niệm bút thô, lâu lâu tâm chúng ta có phóng suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, thì chúng ta niệm phóng tâm, sau đó buông bỏ, quay trở lại đề mục hơi thở ra vào và tiếp tục niệm bút thô. Trong khi chúng ta đang thực tập hơi thở ra vào và niệm Phật bút thô, có những âm thanh bên ngoài làm cho ta nghe, thấy, thì quý vị nhớ dùm chúng tôi là niệm nghe, 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 sau đó buông bỏ, quay trở lại đề mục. Cứ như vậy chúng ta thực tập. Mặc dù nghe thì đơn giản, nhưng đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, tinh cần, tinh tấn, hết mình chúng ta mới làm được. Mà khi có những âm thanh chúng ta cũng không có gì là khó chịu, bởi đó là định lực tự nhiên. Khi nghe tiếng điện thoại của người khác reo, nghe tiếng nói của người khác, nghe bất cứ âm thanh gì, thì các hành giả chúng ta cứ nhẹ nhàng ghi nhận, nghe à, nghe à, rồi chúng ta buông bỏ, không nghĩ tới, quay trở lại đề mục. Thì cái kỹ thuật ở đây là có hai cái, là ghi nhận và buông bỏ. Chúng ta cầm lên được, chúng ta bỏ xuống được. Chúng ta nhớ được là chúng ta quên được. Chúng ta thương được, chúng ta ghét được. Chúng ta lấy được, chúng ta bỏ được. Nhưng chúng ta phải nói được, làm được, chứ không phải nói được mà làm không được. Đó là hai cái điều mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Lắng tâm theo dõi quán sát đề mục hơi thở ra vào và niệm bút thô. Thứ hai là chúng ta ghi nhận và buông bỏ bất cứ một cái điều kiện khách quan hay chủ quan nào trong người mình. Ví dụ mình có suy nghĩ chuyện này, mình phát hiện được mình đang suy nghĩ phóng tâm, thì quý vị cứ nhớ niệm giùm chúng tôi một câu là suy nghĩ, rồi buông bỏ, quay trở lại đề mục. Vì đây là bước đầu tiên chúng ta thực tập, dần dần chúng ta sẽ quen. Cái gì cũng vậy, khó khăn là dạng sự khởi đầu nan, khó khăn ở bước đầu, chúng ta cố gắng chúng ta thực tập. Nhớ hai cái kỹ thuật rất quan trọng. Đầu tiên là lắng tâm theo dõi quán sát hơi thở ra vào và niệm bút thô. Cứ hít vào niệm bút, thở ra niệm thô. Trong quá trình chúng ta trao dồi chánh niệm, niệm Phật bút thô, có những cái yếu tố khách quan như là âm thanh, suy nghĩ chủ quan, chúng ta cũng ghi nhận rồi buông bỏ. Luyện tập một cái kỹ năng là cái gì cũng biết nhưng mà không vướng mắc, buông bỏ được.
Chúng tôi nói rồi, cầm lên được thì bỏ xuống được, nói được phải ráng làm cho được. 5 phút hành thiền, tu tập chánh niệm, an tịnh thân tâm, xin được phép bắt đầu. Các hành giả chú tâm vào đề mục, tiếp tục theo dõi hơi thở ra vào và niệm bốn hồ Chúc quý vị thành công trong 10 phút tu tập chánh niệm, an tịnh thân tâm.
Chỉ còn một phút nữa là kết thúc. Chúng ta nỗ lực cố gắng hết mình để vượt qua giai đoạn này. Chúng ta chú tâm lên mắt, niệm mở mắt, mở mắt và niệm thấy, thấy, thấy khi ánh sáng đầu tiên đến với mắt. Chúng ta vẫn ghi nhận cảm giác dễ chịu khi chúng ta được xả thiền. Thật chậm rãi để theo dõi. Đây là pháp môn thiền tọa. Chúng ta cũng ứng dụng trong cái sự ghi nhận này. Chúng ta áp dụng theo pháp môn thiền hành. Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, trong khi nói chuyện, trong khi tham, sân, vân vân, mình cứ niệm sân à, rồi buông bỏ, quay trở lại chính mình. Trong thiền, trong từng bước về chánh niệm, thiền trong cười nói ý trang nghiêm, thiền trong an tịnh tâm tỉnh thức, thiền tịnh tư duy dứt nỗi niệm. Chúng ta có thể mường tượng ra đây là một cái loại thiền giữa đời thường trong mọi lúc sinh hoạt. Đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, suy nghĩ. Nếu tâm mình như thế nào, chúng ta ghi nhận như thế đó, rồi buông bỏ. Kể cả khi tham khởi lên, chúng ta cũng niệm tham à, cái chữ à để nhắn chúng ta nhớ rồi buông bỏ. Khi sân trở lên, chúng ta cũng niệm sân à, tập cho chánh niệm càng ngày nó càng già mạnh lớn mạnh lên thì chúng ta mới cắt đứt được những cái loại phiền não trong tâm. Quý vị chắp tay lên để hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.